Ok, chào mừng anh em đến với shop cày game giá rẻ. Thì shop hiện tại có rất là nhiều chức năng luôn, nào là cày Golob nè, hôm đưa ngày nè, shop Rock và Robot ha. Và hiện tại Robot này không bị ban nha anh em. Hiện tại Robot này là các chức năng mới nha, không phải refund nha anh em. Và hiện tại có 1.600 nè, 800 nè, 400 nè, sẽ tính thuế trong cái phần của anh em khi anh em gọi là mở khóa ha. Ok, và chúng ta bắt đầu video nào, let's go. Ok anh em, và đây là tựa game Anime Fighter. Và hôm nay mình sẽ dẫn anh em cách để cày tiền cực kỳ hiệu quả, cũng như là giờ anh em không cần treo nữa. Mình đã quyết định anh em là không cần treo đâu, anh em cần cày thôi. Thì cày làm sao anh em mình sẽ chỉ luôn ha. Thì anh em chỉ cần chuẩn bị ba cái sau. Thứ nhất là codebook. Thứ hai là cái passive mà rút anh em. Passive là khá là quan trọng cho anh em gì cày hơn. Đó, giờ mình là 2.7 nè, được 3 chấm rồi. Bây giờ mình chỉ cần kiếm một cái rít 3 nữa thôi là được 3 chấm yên. Là có nghĩa là nhân 3 tiền so với bình thường. Cũng bằng một cái game pass vậy anh em. Bằng rồi đấy, hơn luôn rồi đấy, giờ mình hơn cái pass này nè. Mình đã sở hữu cái game pass rít 2 yên mới. Là từ một cái mình gọi mình cày ra. Nhất là nhiệm vụ, này phải làm xong tất cả nhiệm vụ. Nhưng mà dù cho anh em ở map 1, map 2, anh em làm map 2 cho mình làm liên tục luôn. Chừng nào qua map mới anh em không làm nữa. Anh em hiểu không? Bây giờ ví dụ đi, mình là một thằng ở bên MT đúng không? Mình làm hết nhiệm vụ MT, mình qua map mới được qua luôn. Còn nếu mà trong quá trình đang làm dở vì MT á mà qua map mới á thì anh em qua luôn nha. Thì anh em qua luôn. Quá làm chi? Qua để làm nhiệm vụ map ở map 2 hoặc là quay về làm map MT tiếp. Nó khá rối đúng không? Nó rối tại sao? Anh em không biết làm cái này. Đây, mình chỉ nhân là lần 1 hơn tiếp tục ha. Rồi, ví dụ giờ anh em ở Nomad, anh em không biết làm gì hết, anh em chỉ làm nhiệm vụ thôi. Nghe mình cày chỉ làm nhiệm vụ. Còn anh em muốn speedrun anh em ngồi treo đúng không? Còn anh em muốn cày mà nhanh hơn speedrun đây, chỉ có nước tập trung làm nhiệm vụ thôi. Ví dụ như bây giờ mình quay ra con Mythical đi. Mình làm nhiệm vụ ở đây. Làm xong, qua map mới làm tiếp nhiệm vụ, lắc quá là tiếp nhiệm vụ. Còn cái phần mà khi anh em qua map MT, cái map mà qua lịch này nè trở đi á, nhiệm vụ khá là khó nên phải gán làm anh em, phải gán làm. Không làm thì mốt anh em sẽ thiệt thòi về cái số yên của anh em á. Chẳng hạn như bây giờ anh em ở Nomad, em làm có một nhiệm vụ thôi là chỉ nhân được 1.1 yên thôi, cho đến cuối cùng cũng chỉ nhân được 1.1 yên thôi, thì anh em sẽ rất là yếu luôn, rất là yếu. Anh em sẽ không mạnh hơn những bạn khác, tại bạn khác đã làm vụ rồi, anh em đã làm vụ đó đúng không? Đó, thì anh em phải làm vụ cho được. Và về mắt ship á, anh em mà chưa full voi như mình nè, anh em sẽ xài cho mình là cái Storm và cái để giết tăng đam boss lên là được. Cái rít nữa, Storm đam rít là được. Nếu anh em muốn xài tăng cái gì cũng được, tùy anh em á. Ren đồ nè, có chung nhiều thứ đó anh em. Mình cũng không biết một số thứ để tác dụng làm gì, nhưng mà thấy 7 màu hiếm đấy. 7 màu là nó nhân lâm ấy. Mấy màu cánh Nessie là nhân 2 đam 2, nói chung nhân hàng lâm anh em. Còn nó khá lợi hơn. Đó, thì mình chỉ nhận được tới đó thôi. Anh em muốn làm gì anh em làm. Nói chung thì làm vụ trước rồi cày thì cày. Và tạm biệt anh em nha. Chúc anh em có nhiều vui vẻ. À, và bên đó cho anh em biết là muốn quay Mythical là series đó cho mình ấy. Mình không ra gì ngoài con Mythical bên SCT anh em đây. Con đầu chọc, đầu đinh đấy. Bên em muốn quay con này thì rất là dễ thôi. Anh chỉ cần nhập code. Nhập code thì mình sẽ để dưới phần mô tả đây, nhập code kỹ vô để mình quay. Quay anh em sẽ stop cái nút đem lại mô, stop lại cho nó bật lên để đỡ phí cái nút vàng ha. Thì code này code cũ, có một code mới. Code mới là cái switch down đúng không? Code cũ rồi code khác nè, chứ anh em không biết. Cái code đó sẽ giúp anh em 15 phút nút vàng luôn anh em, để kiếm được cái nút xanh ha. Để rồi nút vàng lên là 7.5 luôn anh em. Mình bước một lần là 7.5 luôn nha. Thân khỏe, thân chiến. Bằng cái game pass 699 lúc này nè, bằng luôn anh em, nó bằng lâu luôn á. Thì chiến anh em, bởi bây giờ anh em phải cố gắng nhập code và quay ha.
Rồi thì nói chung thì dù anh em muốn chạy quên, con bot này 175B nó sẽ rơi ra tầm 22 triệu, đối với mình là nó ra tầm 10 tỷ cho anh em á, 10 tỷ á. Con bot này nó rơi mình là 150, là con bot này nó rơi cho anh em là một tầm 100B, 100B một con nha. Nhân hai lên là con nó ra đến ra 180B thì anh em tới giờ là con này ra được tầm 90B cho anh em nha, 90B cho anh em X1, còn X3 thì 270B thôi. Và tạm biệt anh em, chúc anh em có nhiều vẻ nha.